Xin chào quý khán giả, chào tất cả các anh chị em yêu thương. Hôm nay đại võ đã chuẩn bị hoàn thành 25 cái phần quà để dùng để tặng cho bà con nghèo ở tại địa phương đại võ để ăn Tết. Thì đây là 25 cái phần quà đó. 25 phần quà trong đó gồm có là có 1 ký đường, 0,5 ký bột ngọt, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 1 hộp bánh chocobay, rồi 1 cặp nước ngọt. Đó là những phần quà đó. Thì mạnh thường quân giấu tên, thì khi mạnh thường quân giấu tên thì người ta tặng nguyên một bịch, người ta làm sẵn luôn cho mình. Là trong đó 1 ký đường, 0,5 ký bột ngọt, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, chai nước mắm, 1 chai dầu. Sau đó một mạnh thường quân tên là Ngọc Hồng đã tài trợ chương trình này là thêm 3 triệu nữa. Thì đại võ cho một phần quà là 100.000, thì 2 phần quà 2,5 triệu thì còn dư 500.000 đó. Một phần quà là 100.000. Đây là những phần quà để đại võ đã hoàn thành chuẩn bị. Ngày mai ngày 27 đúng 8 giờ đại võ sẽ phát cho những bà con nghèo ở địa phương đại võ ăn Tết ạ. Rồi sáng mai đại võ sẽ phát cho bà con nha cả nhà. Mong tất cả quý khán giả và các anh chị em của chúng ta hãy ủng hộ chương trình của đại võ ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Đại võ xin sao kê cái phần quà nha cả nhà. Hôm nay thì đại võ sẽ sao kê cái phần quà. Phần quà gồm có là 1 chai nước. Cái phần quà này là có hai mạnh thường quân. Một là mạnh thường quân giấu tên, thì mạnh thường quân giấu tên người ta mua sẵn gồm có chai nước tương, nước dầu ăn nè, rồi 1 chai nước mắm, 1 chai nước mắm nè, rồi 1 bịch bột ngọt, rồi 1 bịch bột ngọt, với lại là 1 ký đường, 1 ký đường. Đó là cái phần quà của mạnh thường quân giấu tên. Thì người ta không có muốn là đi tư, người ta phát tâm, người ta nhờ gửi đến phòng khám đại võ để phòng đại võ phát cho bà con nghèo tại địa phương. Thì cái danh sách của bà nghèo thì tự đại võ đưa lên đó. Còn sau đó thì có mạnh thường quân Ngọc Hồng ở nước Bình Dương đã hỗ trợ cho đại võ là 3 triệu. 3 triệu thì đại võ mua một phần quà, thêm một phần quà nữa, thêm để mà góp sức vô cái phần quà của mình thường quân chú tên đó. Thì một cái hộp bánh chocobay là 50.000, rồi một cặp nước ngọt như thế này, 32.000, 32.000, rồi với 1 chai nước tương 18.000 nữa. Tổng cộng cái phần quà của Ngọc Hồng á, Ngọc Hồng có cái nick name Ngọc Hồng Chanel, thì Ngọc Hồng gửi cho đại võ 3 triệu để góp sức trong cái phần 25 phần quà của khán giả giấu tên. Thì riêng của Ngọc Hồng thì 3 triệu, nhưng mà đại võ không có biết là mua cái gì, cho nên là mua thêm một phần quà là 100.000, 5 phần quà, 25 phần quà là 2,5 triệu, thì còn 500.000. Thì ở đây đại võ cũng xin Ngọc Hồng luôn, thì là 500.000 đó đại võ sẽ bỏ vào cái quỹ dư, cái số dư đó đại võ sẽ bỏ vào cái quỹ phòng khám 50 từ thiện để mua kim chích kim rồi đó, kim bông ba, bông gòn đồ để là tiếp tục phục vụ cho bệnh nhân nghèo đó. Thì một lần nữa đại võ cảm ơn quý khán giả, quý mạnh thường quân và tất cả các anh chị em luôn luôn đồng hành ủng hộ đại võ. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Trước khi phát quà thì đại võ sẽ kính chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Rồi một phần nữa đó. Rồi. Nãy vừa ra hả? Rồi lấy người lấy đi. Quay luôn. Nó ra rồi. Rồi, bài nữa. Phiếu nha. Quá, để
trước thì sao? Tôi ngồi vào cái chợ. Người cái gì ạ? Đây tình cảm. Tôi mời lấy bà chứ. Ông mời cho tôi bà không mày. Rồi chưa vậy, đủ chưa? Đủ hết rồi phải không? Rồi. Mẫu người lấy phần nha. À, em mời chị Vui ạ. Lại đây vậy, lại đây. Rồi ba người ba phần. Rồi. Bye bye. Rồi ba người ba phần nha. Rồi. Rồi về đi. Chị nhận luôn hai phiếu không? Rồi, buồn thì gái nè chị. Rồi, chị nên để ngoài kia đi rồi cứ vô lấy cái tiếp. Để ngay cái đá chị. Nặng lắm á, chở nổi không? Rồi, phần thứ hai là bọn cô. Rồi, đây, hai phần rồi. Đang mặt đậu. Đang đậu hả? Rồi. Rồi, được rồi, chị làm gì sao chỗ nổi? Hả hả? Rồi, đây là Minh phải không? Rồi, ném một phần luôn. Rồi. Đi làm mẹ em kiếm mấy triệu bạc, mắc gì rồi cho con làm cướp, nó là xấu hổ. Rồi đang con lấy phần con một phần. Rồi cô lấy cái rồi đây con. Rồi. Đây là những món quà phát bà con nghèo trong ngày 27 Tết tới vào ngày thứ ba. Đây là món quà mà món quà thứ nhất ông xã Đại Võ sẽ chở đến tận nhà cho bệnh nhân nghèo nha cả nhà. Đây là món quà thứ nhất. Đó, chuẩn bị bỏ lên xe và chở đến tận nhà luôn. Những cái bệnh nhân mà đi không được á, mình chở mình biếu từ từ bệnh nhân nghèo cho bà con nhỏ. Rồi phần quà thứ nhất sao bây giờ sẽ chạy chở đến nhà nha cả nhà. Ngày này là mình một phần bà con nghèo thì tới nơi ngày 27 Tết, còn một phần thì mình phải mình đích thân chở đi đến nhà nha cả nhà, để ta biếu cho những bà con nghèo người ta ăn Tết. Rồi, đây nè, đây là những cái phần quà mà Đại Võ chuẩn bị đem tặng cho chùa. Cho chùa đây là 5 phần quà và một khán giả, một cái bệnh nhân nghèo, chúc khán giả một bệnh nhân nghèo không có đi được. Tại cũng gần chùa luôn, tất cả 6 phần này Đại Võ sẽ đem tặng cho chùa. Ở đây cả nhà. Đây là thầy chùa non.
Và hôm nay là vợ chồng đến đây để có đứa con gái. À, vợ chồng con gái là Nguyễn Thị Thị Trang với lại Trường Giang, là hai đứa con đó, nó gửi quà đến chùa để cúng cho chùa, với lại mong thầy nhận cái quà này nha thầy. Rồi cảm ơn thầy nhiều. Đây là cái chùa này rất là nhỏ, ở địa phương của Đại Võ. Chùa này nhỏ lắm, rất là nghèo cả nhà, cho nên là hôm nay là xin cái phước lộc của chùa, thì có đứa con gái nó cũng gửi mấy phần quà để cúng chùa, cầu mong cho Đức Phật ở đây cũng phù hộ cho con gái nó mau khỏe mạnh, vợ chồng của nó được khỏe mạnh. Đó, tên là Nguyễn Thị Thị Trang, sinh 1999, tuổi Đinh Mão. Cầu xin Phật ở đây phù hộ cho cháu ạ. Đây là cái phần quà, đây là cái phần quà còn lại, một chút xíu nữa đợi bà con 8 giờ họ sẽ đến, còn một số bà con Đại Võ đã một số thì là Đạo Võ chở đến nhà, và một năm phần quà Đại Võ đã đưa đến chùa để tặng cho chùa, tặng quà Tết cho chùa. Chùa này, cái chùa mà gần nhà Đại Võ nó nghèo lắm cả nhà, nghèo lắm, thì Đại Võ cũng từng quay ở cái chùa đó. Đó, thì còn một số phần quà này Đại Võ một chút xíu là Đại Võ sẽ phát cho cả nhà. Đây là Võ quay sơ lược qua cái phong cảnh của Đại Võ những ngày gần Tết nha. Đây, những ngày gần Tết mua được được mấy cái chậu hoa như thế này. Bây giờ mình nghèo thì cũng Tết cũng phải có những cái ít nhất gì cũng phải có một cặp quà bông nhận thọ ha cả nhà, một cặp nhận thọ đó. Rồi Đi Võ mua cũng được cặp hoa, hoa này gọi là hoa nở ngày, không phải hoa này, hoa mồng gà, đúng rồi, hoa mồng gà. Đây là cái hoa mồng gà. Còn á, Đại Võ thường á thì đi xe này nè, đi xe bây giờ này nó cũng hư luôn rồi nè đó. Rồi bữa đó nó ngã bây giờ nó hư, nó nứt luôn cái bình điện luôn đó. cái xe này là chở mấy ngày nay là chở quà, dùng chiếc xe này chạy chở quà cho những cái bệnh, những cái bà con mà nghèo mà không có đi được á, già lớn tuổi không đi được, thì Đại Võ cái thân chở đến đó. Còn quà còn lại đó, cả nhà thấy không, ở đây không phải than thở nhưng cả nhà, nhưng mà nhiều khi cũng rơi nước mắt vì cái hoàn cảnh. Thật sự 25 phần quà cho bà con nghèo thì Đại Võ cũng phát hết, không có chừa lại cho nhà mình một cái phần quà nào cả đó. 25 phần quà. Rồi 20 phần quà kia cũng phát hết đầy đủ cho người nghèo, cho bệnh nhân nghèo, chứ Đại Võ cũng không có giữ lại cho nhà mình gì hết. Đó là một số mà Đại Võ muốn giống như là sao kê cho quý khán giả cùng tất cả các mạnh thường quân, các anh chị em yêu thương để biết được cái cách làm của Đại Võ như thế nào. Đó, hiện tại thì nói chung phòng khám đông y cũng gặp rất là nhiều khó khăn, đó là sự thật. Nếu như bà anh chị nào có tấm lòng hảo tâm thì chung tay góp sức với Đại Võ để cho phòng khám đông y được ngày càng được có đầy đủ thuốc và kim để mà phục vụ cho bệnh nhân nghèo. Đó. Những cái chuyện này thì nói chung là cũng ai bắt buộc mình, nhưng vì mình trong lòng mình phát tâm, nhưng mà khả năng thì không có, cho nên mấy cầu xin quý mạnh thường quân, quý khán giả ở khắp nơi trong và ngoài nước có lòng hảo tâm hướng đến cái thiện nguyện thì hãy chung tay góp sức với Đại Võ. Đại Võ xin cảm ơn rất nhiều ạ. Sau khi sáng nay đã kết thúc chương trình phát quà từ thiện,
cho bà con nghèo ở tại địa phương. Thì đại vợ cũng một lần nữa đại vợ cảm ơn, rất là cảm ơn mạnh thường quân đã góp phần quà Tết cho một các đại vợ đẹp khác cho bà con nghèo ở đây ạ. Thứ hai nữa thì đại vợ xin kính chúc tất cả quý khán giả mạnh thường quân cùng tất cả các anh chị em luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.